Kính thưa thầy cô chủ tọa và kính thưa các bạn đồng nghiệp, thì sau đây em xin trình bày một cái phần kết quả của một cái đề tài nghiên cứu của Hội Phổ Pháp Việt trên nhân viên y tế của các nước nói tiếng Pháp. Đây em xin trình bày một phần nhỏ thôi. Tên trình bày của em là một số yếu tố liên quan đến giấc ngủ trên nhân viên y tế được thực hiện ở Bệnh viện Bạch Mai từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2019. Thì thứ nhất là phần đặt vấn đề về xã hội ngày nay ngày càng phát triển thì càng có những cái yếu tố tác động bất lợi từ bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Thứ nhất là môi trường làm việc, thời gian làm việc thì tăng thêm giờ, thêm ca, làm ca kíp phải trực đêm và môi trường xung quanh nơi ở rất là ồn ào. Chất kích thích thì ngày càng phổ biến, xì chét rất là nhiều và các gián đoạn của giấc trong các giấc ngủ thì làm giảm chất lượng cuộc sống và góp phần làm xuất hiện nặng thêm bệnh tật. Và ảnh hưởng của giấc ngủ đối với hành vi là rất là lớn, có thể tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của cá nhân và cũng như là toàn xã hội. Ở tại Hoa Kỳ thì người ta ước tính có khoảng từ 50 đến 70 triệu người trưởng thành bị một hoặc nhiều rối loạn giấc ngủ khác nhau. Và phần tiếp nữa là nhân viên y tế thì có thể là một trong những đối tượng có nguy cơ cao để bị mắc phải các rối loạn giấc ngủ. Tại vì có thể phải làm ngoài giờ, phải trực đêm và đặc biệt là xì chét trong công việc. Theo một nghiên cứu trên 715 nhân viên y tế tại bệnh viện ở Ấn Độ thì có khoảng 7% nhân viên y tế có nguy cơ cao bị hội chứng ngưng thở khi ngủ liên quan đến cái việc thời gian ngủ ban đêm ít và rối loạn nhịp ngày đêm do phải trực đêm. Ở tại Việt Nam thì hiện tại đang có rất ít các nghiên cứu về rối loạn giấc ngủ trên đối tượng là nhân viên y tế. Thì mục tiêu nghiên cứu của em là nhận xét về giấc ngủ và mức độ phổ biến về các triệu chứng mất ngủ và tỷ lệ độ nặng của mất ngủ trên nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai. Về em nói qua về cái khái niệm giấc ngủ thì có thể có vài người chưa hiểu rõ, thì giấc ngủ thì là ngủ thì là một trạng thái sinh lý hoàn toàn bình thường của cơ thể, nó đối lập với trạng thái thức và có tính chất chu kỳ ngày đêm và trong đó toàn bộ cơ thể mình được nghỉ ngơi, tạm dừng các hoạt động tri giác và ý thức. Về các giai đoạn của giấc ngủ thì giấc ngủ theo phân theo Hiệp hội Giấc ngủ Hoa Kỳ năm 2013 thì có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thức, giai đoạn thức, giai đoạn thứ hai là giấc ngủ chậm nông thì gồm giấc ngủ N1 và N2. Giai đoạn thứ ba là giấc ngủ chậm sâu thì N3 và N4, thì hai thì này là thì giấc ngủ không cử động mắt nhanh. Giai đoạn thứ tư là giấc ngủ nghịch thường hay là giấc ngủ có cử động mắt nhanh. Về nhu cầu của giấc ngủ thì giấc ngủ thì thay đổi theo tùy từng đối tượng và cái này là có tính chất di chuyển. Nhu cầu ngủ ở người lớn, người trưởng thành ấy, khoảng trung bình khoảng từ 7 đến 8 tiếng một ngày và có khả năng thích nghi được. Người ngủ ít thì ngủ khoảng tầm 6 giờ mỗi ngày và người ngủ nhiều thì khoảng trên 9 giờ mỗi ngày. Và rối loạn giấc ngủ thì người ta định nghĩa rất là chung chung, thì rối loạn giấc ngủ thì là một cái rối loạn về số lượng, chất lượng và thời gian khi mình ngủ. Thì về phân loại rối loạn giấc ngủ theo phân loại quốc tế lần thứ 3 năm 2014 thì có hơn 60 loại rối loạn giấc ngủ khác nhau, thì chia thành 6 nhóm chính. Thứ nhất là mất ngủ, thứ hai là rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ, phân loại thứ ba là ngủ nhiều trung ương, thứ tư là rối loạn nhịp thức ngủ, thứ năm là các rối loạn cận giấc ngủ và thứ sáu là các rối loạn vận động liên quan đến giấc ngủ. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì đối tượng bọn em nghiên cứu trên 250 nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng được lựa chọn ngẫu nhiên ở Bệnh viện Bạch Mai. Thiết kế phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Về phương pháp thu thập thông tin thì bằng một cái bảng câu hỏi tự báo cáo gồm các dữ liệu về nhân chắc học, các thói quen khi ngủ và các thói quen ở phòng ngủ và các thang điểm đánh giá. Thì ở đây em xin chọn thang điểm Epworth, thang điểm buồn ngủ Epworth và thang điểm độ nặng mất ngủ của ISI. Về kết quả nghiên cứu thì trong số 250 nhân viên y tế thì có 41,2% là nam giới và 58,60% là nữ, thì nữ là chiếm đa số, đa phần là trình độ đại học, phần lớn là sống tại thành phố và chưa kết hôn, là rất là trẻ và đa phần là ít hoạt động ngoài giờ, đa phần là ít hoạt động thể lực ngoài giờ làm. Về giờ ngủ trung bình thì người ngủ ít nhất là khoảng 4 tiếng một ngày, người ngủ nhiều nhất là 10 tiếng một ngày, trung bình là khoảng 6,67 giờ. Các thói quen
khi ngủ và các phàn nàn về các triệu chứng giấc ngủ thì theo cái bảng câu hỏi tự tự báo cáo thì 70% trong số nhân viên mình được khảo sát thì cảm thấy là mình đủ ngủ không đủ giấc và cần ngủ thêm trung bình là khoảng 100 phút mỗi ngày. Và một nửa trong số đó là có phàn nàn về có mất ngủ và ngủ không đủ giờ trong ngày và không hài lòng với giấc ngủ của mình. Và 5,2% trong số đó là có mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và cái số này là người ta tự báo cáo thôi, tại vì đa phần là nhân viên y tế chứ bọn em cũng chưa sàng lọc được kỹ về tiêu chuẩn của hội chứng ngừng thở khi ngủ. Và tần suất làm ca đêm thì hơn 70% nhân viên là phải trực đêm, trung bình là khoảng 7 buổi một tháng. Và trong đó khoảng 64% là có buồn ngủ vào ban ngày. Và 17% trong số đó là người ta phàn nàn là buồn ngủ, ngày nào cũng buồn ngủ là gần như là mỗi ngày. Về đánh giá theo thang điểm Epworth thì em chọn điểm là trên 11 điểm. Trên 11 điểm thì chiếm khoảng 32,8%. Trong đó tần suất nữ gặp là 36,73%, tần suất nam là 27,18%. Thì tần suất nữ là gặp nhiều hơn nam. Theo một nghiên cứu ở bệnh ở Bangladesh, Ấn Độ thì cái tỷ lệ mất ngủ mà cần phải đi gặp bác sĩ, tức là Epworth trên 11 điểm thì là họ rơi vào khoảng tầm 19,8%. Đây là cái cỡ mẫu là họ nghiên cứu là 318 bệnh nhân. Về các mối liên quan thì giữa các biến cơ bản như là nam, nữ giới với các thang điểm Epworth lớn hơn 11 này thì cũng chưa thấy có ý nghĩa thống kê ạ. Về đánh giá theo thang điểm của mất ngủ SI thì em sẽ chọn thang điểm này gồm có 4 mức. Mức từ 0 đến 7 điểm thì là không có mất ngủ trên lâm sàng. Từ 8 đến 14 điểm thì có mất, bắt đầu dưới ngưỡng, chạm ngưỡng mất ngủ. Từ 15 đến 21 điểm là có mất ngủ trên lâm sàng. Từ 22 đến 28 điểm là mất ngủ nặng. Thì em lấy là trên 15 điểm, SI là lấy trên 15 điểm. Thì có 0,8% nhân viên có triệu chứng mất ngủ trầm trọng. Và 88% nhân viên có mất ngủ từ mức độ trung bình cho đến nặng. Đây là một nghiên cứu, cũng nghiên cứu theo nghiên cứu trên thì ở họ là 1,9% mất ngủ nặng là gần gấp đôi của mình là 0,8 thôi. Có thể là do cái cỡ mẫu họ lớn hơn. Về các mối liên quan giữa các biến cơ bản đối với mất ngủ, thang điểm mất ngủ và lấy cái thang điểm mất ngủ trên 15 điểm thì em thấy ở cái nhóm nữ thì nó có, ở nhóm nữ thì nó có cái so với mất ngủ thì nó có ý nghĩa thống kê. Thì nó cái này thì em ở cái nghiên cứu kia thì họ cũng không so sánh, nhưng mà có một vài nghiên cứu khác ở Nhật Bản ấy, thì người ta có nghiêng đến phần cái phần bệnh người công nhân là nữ, thì có thể là do cái người ta phải chăm con và thay đổi hormone ấy, thì người ta sẽ mất ngủ nhiều hơn vào ban đêm. Về phần kết luận thì em sẽ xin tóm tắt lại cái bảng kết quả. Thì số giờ ngủ trung bình là khoảng 6,65 giờ. Về tự báo cáo mất ngủ khoảng gần 50%, 70% số người tham gia nghiên cứu thì cho rằng là mình chưa ngủ đủ giấc và cần thêm trung bình khoảng 100 phút mỗi ngày để ngủ. 57,6% không hài lòng với giấc ngủ của mình. Và gần 70% phải trực ca đêm và trung bình khoảng 7 buổi một tuần. Gần 65% số người có buồn ngủ ban ngày. Và 17,2% buồn ngủ ban ngày, cảm thấy buồn ngủ ban ngày thường xuyên tất cả các ngày trong tuần. Và tần số mất ngủ khi tính trên ESI trên 15 điểm là 8,8%. Trong nghiên cứu này thì cái tần suất buồn ngủ ban ngày thì cái tần suất buồn ngủ ban ngày theo cái thang điểm Epworth thì nó không có ý nghĩa thống kê ở giới, nhưng mà sẽ có một cái nghiên cứu ở bên Nhật thì họ thực hiện trên khoảng 5.500 công nhân ở 22 nhà máy khác nhau, thì họ là tần suất buồn ngủ ban ngày của nữ là nhiều hơn nam, lần lượt là khoảng 13,3% và 7,2%. Dạ, em xin báo cáo em hết ạ.